Thưa quý vị, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Thanh Hóa vừa mới cứu thoát thành công 4 em học sinh bị mắc kẹt trong thang máy của một trung tâm tiếng Anh trên địa bàn. Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ tối 25 tháng 5 tại nhà lô số 10, đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, nơi hoạt động của một trung tâm tiếng Anh. Vào thời điểm trên, 4 học sinh sử dụng thang máy di chuyển từ tầng 4 xuống dưới thì xảy ra sự cố dừng hoạt động cả bốn em bị mắc kẹt bên trong thang máy đã hoảng loạn kêu cứu. Người dân tìm cách mở cửa thang máy nhưng không thành công nên đã báo cho lực lượng chức năng. 15 phút sau khi tiếp nhận thông tin, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai lực lượng, phương tiện nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng vừa thực hiện chấn an học sinh, đồng thời xác định vị trí thang máy bị kẹt để xử lý sự cố. Không lâu sau đó, cả bốn học sinh đã được đưa ra ngoài. Được biết, nhóm học sinh được giải cứu đều trú tại thành phố Thanh Hóa, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý